Máy bị sao ạ? Nó tự nhiên nó đang coi chuyển từ màu trắng gì đó nè, hết coi được luôn. Bắt giờ nó chuyển màu trắng gì đó. Không thấy gì đâu ha. Bắt kêu tivi rồi thì cũng còn coi cũng được, nhưng mà coi không được. Đây bữa nay hết nẻ luôn á giờ. Sao bữa nay không vô luôn nè? Biết nhỏ gái em có chỉnh cái gì không trong này không biết. We solved the puzzle. Sửa mặt quay đi, chỉnh sửa lại luôn hả? Ghi là cái này báo cáo cho bà xã rồi. Bà xã rất là bà khó. Ê. Bà này bà sửa ở nhà nữa hả? Bà đi làm hả? Làm đâu? Ở trong gì thăm. Ủa vậy là bà không ở nhà sửa ở nhà nữa hả? Bà nghỉ rồi. Giải thể à? Thế phải đi về tụi phải kiểm tra nghiêm ngặt vậy đó hả? Kiểm tra nghiêm ngặt. Không tin tôi. Thôi trời. Tin thì thôi, làm cũng bằng chứng rồi. Nhỏ. Kiểm tra tôi quay 24 thì không phải coi tôi đi đâu hả? Tôi ngồi chỗ đó coi được ở đây gần đấy. Quá mà người động thì ghê lắm, cho nên nguy hiểm, kiểm tra lại. Đó là cái móc phải lớn, tao đang ngá đây. Ủa, nó tắt đây, nó bấm ở sửa được. Mất mấy đường điện thế 180 mà đứa con này thay đời chạy thôi thì không? Tại lâu quá trời nó già nó một. Nó dĩ vô kiện nó hư vô kiện. Thôi con đang coi tự nhiên nó điện vậy. Giờ này mắt không thấy đường ấy, yếu với người ta. Giờ điện thoại với máy móc ít. Điện thoại với cái. Nước đây hả ta? Rồi, ok. Máy đã chạy rồi. Chưa biết sửa nó chưa? Sửa nó kém mà còn lại chim rồi nữa hả? Không biết. Mới chạy nó chưa? Rồi. Rồi, bắt đầu đưa lên. Ra. Rồi. Rồi, ra dây nhỏ rồi đánh vô coi. Đâu rồi? Sao nhớ cái bằng đó, nhớ lúc mà làm thì đi cũ ra nha. Đẹp quá đó. Mày bấm vô coi. Mở rồi, dạ, mở cái chành.
giật mấy tháng nay rồi. À, hát cái ánh sáng gì đó, cái hậu nó giật cái màu xanh. Màu xanh rồi, rồi cô để dĩ hát hoài. Rồi hậu nó phật lên nè mới sáng. Rồi hậu nó giật. Nguyên mình làm xanh luôn hả? Ừ, à, màu xanh luôn. Vậy á, rồi cái câu cũng tôi đại đi, kể đi chừng nào ấy hả, điện nào. Rồi tới chừng câu không được rồi mới điện đó. Ừ, nó giật màu xanh nè, tới khui rồi. Tối thì mình cũng thấy hình. Thấy mà thấy dạng dạng vậy á. Mấy tháng nay rồi. Rồi quay vật bên nhau, vừa ăn lẩu vừa ăn đồ nướng. Nhúng thịt, nhúng rau, nhúng hải sản, nhúng cái gì luôn. Nướng thịt xiên, nướng gà, nướng thịt bự thần quá chừng. Gà gái nghe bay chứ. Không có nổ hết chứ. Không có nổ được cái bát nhau hết. Bát nhau hết chứ. Bát nhau hết chứ. Bát nhau hết luôn. Sướng cái gì đó. Nổ một cái mà mình nạt. Nói đi nghe em ba rồi lớp ba ba người tham đi à tôi đi rồi tống nhiều quá nguy hiểm vậy tống nhiều quá nguy hiểm mới lộ người ba đi chứ người ta qua hai người chồng cái lại đi kêu tao tống lên và tao đi một rồi tống nhiều quá để chết biết gì vậy. Nhiều ha, không có ai gì có sự kiện thì chị tết được phải không? Cứ quẹo cái như là mầm năm chết nhắc được dễ đầu cả. Thôi, tôi sợ quá. Cố má kêu đời, ăn đời sẽ chết. Cứ thằng con có bốn chảnh cháu bừa lửa đó. Tụi nó đột xuống dưới hệ thống lên, kèo đó. Hẹo cũng lên, nổi chết luôn. Nó lụi qua. Con chết gì không bỏ không nó không được cục quá trời cục mà quá gì rồi trời mà con bị chết hết chịu hết hết giết rồi đâu mà đâu cách đi đường ngoài bỏ đập thấu từ viên nhà mê cái thấu luôn mà không phải đóng nhà một cái giờ là chết rồi. Bơm cấp hộ mà ấp nhấp lên á. Có tiền dành ngập lúc mà mẫu chơi rồi giờ nó không có ấp theo mẫu. Mãi bò theo cỏ 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 gì mà cỏ.
như mấy năm trước thì chú cũng có học hỏi theo cái gì khác mà những cái hợp tác xã khác thì chú cũng áp dụng theo, thì thấy như là cái gì như chú cũng rất thành công lắm. Lái thì...